Hôm nay chúng tôi đến thăm một gia đình trong bản Mường đang chuẩn bị lễ mụ thố. Đây là nghi lễ được tổ chức để cầu mong sức khỏe cho những người già đang ốm đau, bệnh tật. Đây là túi khót với những linh vật được lấy từ những con sơn dương đuổi ươi chết dục trong rừng thẳm. Đời sống tinh thần của người Mường xác nhận thầy Mo có vai trò vô cùng quan trọng. Ông được xem là nhân vật có quyền năng thông quan với thế giới thần linh. Khi những tia nắng cuối ngày sắp khuất vào sau núi, cũng là lúc gia đình ông Bùi Văn Lự tổ chức lễ mụ thố. Với người Mường, bữa ăn thường ngày rất đơn giản, nhưng đến ngày lễ Tết hay để làm lễ vía mụ thố, mâm cỗ được chuẩn bị khá tỉ mỉ. Kim Định nói rằng, do thói quen lâu ngày, người phụ nữ Mường chỉ hỗ trợ một vài việc phụ như đồ xôi, gói bánh, nhặt rau. Các công việc chính chuẩn bị cho lễ vía đều do những người đàn ông trong nhà đảm nhiệm. Tôi cũng muốn có những trải nghiệm thực sự để bài viết của mình thêm phần sống động. Trong lễ mụ thố, không thể bỏ qua việc đi chặt một cành si. Ở đây, cây si được tôn vinh như một vị thần có sức sống kỳ diệu. Công việc quan trọng này thường do một người con trong gia đình đảm nhiệm. Tại sao lại phải chặt một cành si để làm lễ mụ thố ạ? Biểu tượng cành si là kiểu ngày xưa là để đất để nước là có cây si này để là cho người già sống lâu kiểu như cây si này. Vậy thì tại sao lại mình phải chọn một chặt một cành ở hướng mặt trời mọc?